Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đã đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng một cái bản kinh, đó là kinh Người Biết Sống Một Mình. Đây là một trong những cái bản kinh rất là đặc biệt. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta thế nào là người biết sống một mình. Đức Thế Tôn đã dạy như thế này: người biết sống một mình là người biết an trú ở trong chánh niệm. Người đó ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, trong cơ thể, trong cảm giác, trong tư tưởng hay ở trước mặt. Người đó biết nhận thức sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa tới, sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Này các tỳ kheo, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ là nghĩ rằng trong quá khứ hình thể của ta như thế đó, cảm thọ của ta như thế đó, địa vị của ta như thế đó, hạnh phúc ta từng như thế đó, đau khổ ta từng như thế đó, vân vân. Phát khởi lên những suy tư như thế, tâm bị ràng buộc bởi những vui buồn thuộc về quá khứ, đó được gọi là tìm về quá khứ. Và này các vị, thế nào là tìm về tương lai? Tưởng tới tương lai có nghĩa là nghĩ rằng hình thể của chúng ta trong tương lai như thế đó, những cảm thọ sẽ như thế đó, hạnh phúc như thế đó và khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những suy tư như thế, tâm ta bị ràng buộc bởi những ước mơ hoặc là lo sợ về tương lai, đó chính là nghĩ tới tương lai. Này các thầy, sống trong thực tại là sống tỉnh thức trong chánh niệm. Sống trong thực tại không có nghĩa là sống buông lung theo những khoái lạc hoặc là sầu khổ trong hiện tại. Bởi vì sống buông lung theo những khoái lạc hoặc là sầu khổ trong hiện tại cũng đều là quên đi thực tại. Này các thầy, người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Dù người ấy đang ở giữa đám đông, người ấy ngồi ở rừng sâu mà vẫn giữ được chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn và ám ảnh, là người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Thưa quý vị, người sống một mình không có nghĩa là người đó cứ thui thủi một mình, mà người biết sống một mình là người biết giữ được chánh niệm tỉnh giác. Người đó không nghĩ tưởng về quá khứ, người đó không nghĩ tưởng về tương lai, không bị cái buồn vui của quá khứ, không bị ước mơ của tương lai làm cho người đó rúng động, thì được gọi là sống một mình. Khi biết sống một mình có nghĩa là tự thân của chúng ta chánh niệm tỉnh giác, biết được tất cả những hành xử của mình đang hiện tại này, ý thức được rất rõ tất cả những gì từ suy tư nghĩ ngợi cho đến hành động lời nói của mình đây, đều biết một cách rất rõ, thì người đó được gọi là người biết sống một mình. Ngược lại, nếu như những người nào cứ suy nghĩ những điều đã xảy ra trong quá khứ, ao ước những gì sắp sửa xảy ra trong tương lai, và sống với những cái ký ức hoặc là ước mơ không thôi mà quên đi giá trị ngay thực tại hiện hữu này, thì người đó vẫn là những người không biết sống một mình. Cho nên biết sống một mình thì dẫu cho có ở giữa đám đông phố thị hay là ở trên rừng sâu vắng vẻ, người sống một mình vẫn có được giá trị an lạc và hạnh phúc. Hy vọng qua cái bài kinh ngắn Người Biết Sống Một Mình đó, chúng ta thấy được rằng dù ở đâu, an lạc và hạnh phúc nó cũng có thể ngự trị được, nếu mà chúng ta biết sống một mình chánh niệm và tỉnh giác. Và cuộc sống với muôn trùng sự khổ đau, muôn trùng sự phải đối mặt, hy vọng chúng ta giữ tâm của mình thanh thản và nhẹ nhàng giữa muôn trùng của sự bất trắc của đời sống hôm nay, để chúng ta có được giá trị an lạc và thảnh thơi nội tại. Kính cảm ơn quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.